Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình là một ngày đẹp trời. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách tôi mò các con vật, đồ vật, hoa quả cho đẹp nhất. Mình sẽ chọn những cái màu sáng và đẹp nhất để mình tô. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy video của mình mà hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có nhiều động lực để ra video hơn nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn ơi. Thôi sao chưa thua nè, hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình là một ngày đẹp trời.
Mình sẽ chỉ cho các bạn cách tô màu các con vật, đồ vật, hoa quả cho đẹp nhất. Mình sẽ chọn những cái màu sáng và đẹp nhất để mình tô. Các bạn xem video của mình mà thấy video của mình mà hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có nhiều động lực để ra video hơn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Ôi mà bất chửi nhìn áo á. Cho nó chả được sai kịp. Tôi mở xong.